Bữa nay là mình ăn cơm buổi chiều với Phương Giang. Chiều nó vậy nè. Phòng cách ly ở 3 tháng. Nó còn cơm cháy. Tắm đi. Khán giả xem ở trong khu cách ly ăn được cái gì vậy? Này, đậu cá, lóc kho, cá lóc kho. Bữa nay mấy anh em mình cách ly được 14 ngày, mới tính từ ngày xuất là lố rồi, nhưng mà được 14 ngày, 14 ngày tính ra tuần nữa là về. Không có ăn nhiều quá đâu, không hết rồi. Nhiều quá. Bố đi là 16 là mấy ngày, đây là bố đủ xào, vô đây. Đây là canh chua như vậy, chay. Ở đây tôi là chay. Nhớ vợ nhớ con nè. Còn hai anh em trong phòng thì nhớ mẹ. Dưới đèn giờ thèm thấy rau sống thèm mà đeo rau sống. Chúng ở trong đây hàng lứa nha, hàng đồ chiên nè, mấy đồ chiên cũng có mỡ nữa, chiên chó này kia đó, cầm thấy móc nó không. Không chắc gì à. Giá như này ta làm sao vậy đi?
sao trễ là gì ta, chờ được tối ăn cơm mới ngon. Đói thì đói, đói cái càng đói thì cái gì cũng vô cũng ngon chứ, nên ăn cơm trễ cũng như vậy. Sao ra nó bằng nhà được ăn em đi chưa anh? Về nhà mua thịt lên đồ luộc, luộc chấm mắm nêm nữa ha, cho sống rồi luôn. Ăn chỗ đã bữa chứ ở đây giờ ăn mấy món này giờ thèm nó mất vô cái đời. Vụ đi tặng ba bà đậu đấy, kho thịt luộc mẹ này, khúc khúc gì đi, khúc gì đây, hãy vô để đây tương nó chấm được mất lên kho không nhé. Thôi em ơi, thằng em mới bên kia chính sức già nó ra ly xong rồi nó dĩ một mời 8 giờ gì à trước mình bữa cá này cái đầu cầm không bữa cơm nhiều quá trời dư rồi. Dạ thì clip mình đây kết thúc, nếu mà quý vị thấy hay thì vào đăng ký kênh rồi xem, đăng ký kênh, subscribe thì mình cảm ơn quý vị.